Alo. Alo. À, chào em. Dạ, chào thầy. Sáng nay mình có việc đột xuất, cuối cùng là Vâng. đi vậy không, vẫn không được việc, đến khi về hơi bị muộn tí, tức là đáng ra là chính xác phải về là khoảng 9 giờ. Tại khách à, xin lỗi em là do là nằm ở ngoài đường, nghĩa là không không thể báo trước được, dự kiến là sẽ về đúng giờ mà nhé. Đấy, đấy, thông cảm một Dạ. chút. Khách, thế như vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học của chúng ta. Đâm ra là em bị chậm mất một chút đấy. Đạt. Хорошо. Ну, как дела? Công việc thế nào? Спасибо, Спасибо. хорошо. Спасибо. Đọc là нói спасибо. Em нói спасибо. 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 Да, Спасибо. спасибо. Да. Chữ âm nó Спасибо. rơi vào cái âm i đấy. Спасибо. 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 Đấy. Спасибо. Хорошо. Đó. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải nói đúng trọng âm đấy. Nói đúng trọng âm được thì mới 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 có thể là mạnh dạn nói tiếng Nga. Thế còn nói tiếng Nga mà cứ sai trọng âm thì nghe chối lắm, chối kinh khủng luôn đấy. Đó. Đạt. Хорошо. Lần trước chúng ta đã có một cái bài học như thế này đấy. Bài học như thế này. Đạt. Dựa trên cái hình ảnh này bây giờ thì em sẽ kể lại cái bài học này giúp mình. Đạt. Cô Nát. Đưa ta coi chiếc đấy. Chúng ta có một cái bài học như vậy. Да, хорошо, но можете рассказать? Em có thể kể lại cái bài này được không nào? Да, ну давай рассказывай. Так, это? Это мой друг. Так, хорошо. Это моя подруга. Да. Это мой дом. Да. Это мое место. Мое место, да? Это мое место. Так, это? Это моя носта. Моя комната, да? Комната. Комната. Моя комната. Это моя комната. Это Это мое окно. мое окно. Это мой город. Это мой город. Так, хорошо. Это Это мой друг Антон. Антон. Так, хорошо. Это моя подруга Наташа. Наташа. Так, хорошо. А это кто? Это мой друг Антон Антон Иванович. Иванович. Антон Иванович, да? Так, хорошо. Lần trước chúng ta cũng có tham khảo một cái hiện tượng ngữ pháp, đó là gì? Đó là chúng ta sử dụng tính từ trong câu đấy. Sử dụng tính từ trong câu. Nếu sử dụng tính từ trong câu thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi các khỏi đấy. Dạ. Ví dụ đây chúng ta có câu hỏi. Какая это машина? Какая это машина? Да. Cái ô tô này nó như thế nào? Это старая машина. Старая là gì nào? Là cái ô tô này nó cũ rồi đấy. Это старая машина. Так, хорошо. Какая это девушка? Это красивая девушка, да? Какое это здание? Какое это здание? Но Это старое. странные, странные, Странное. странные здания. Это странные здания, да? Это странные здания. Это странные Это здания. Так, странные là gì? Cái nhà trông nó Странное. kỳ lạ, đấy. Kỳ Cái nhà lạ. trông kỳ lạ. Так, правильно, да? Так. Хорошо. Đó, thế như vậy vừa rồi là chúng ta cũng đã ôn lại là cái cách hỏi đấy. Какой, какая, какое đấy. Đó, đó là câu hỏi dành cho tính từ. Хорошо, bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần nữa. Tương tự như vậy, tương tự như cái bài lần trước đấy. Đó, chúng ta có một cái bức ảnh gia đình đây. Это семья. Это моя семья. Это моя семья đấy. Вот. Это дедушка, это бабушка, это папа, это мама, это дочка и это сын, да? Ну, вот так вот, да? Так, ну, теперь, bây giờ cái nhiệm vụ của em là gì? Là em phải kể về cái gia đình này. Так, хорошо, да? Bây giờ em sẽ bắt đầu kể như thế nào? Это моя семья. Это моя семья, да? Это Это моя дедушка. Это мой мой дедушка. дедушка. Это Это моя бабушка. Моя бабушка. Это Это мой папа. мой папа. Это моя мама. Моя мама.
Это моя дочка. Это моя дочка. Это мой сын. Это мой сын. Ну так хорошо. Đấy. À đó, như vậy chúng ta có thể là thực hành có thể kể được như vậy. Так, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài mới của chúng ta. Phần bài mới của chúng ta ngày hôm nay, à chúng ta lại tiếp tục xem một số cái từ mới đấy, à từ mới. Và chúng ta sẽ đặt câu với nó. À chúng ta có một cái mẫu câu như sau, nếu mà chúng ta có từ đốm, chúng ta sẽ đặt ế tơ môi đốm. Ế tơ môi đốm. À lưu ý đây là gì? Đốm là một danh từ giống đực, cho nên là đây đại từ sở hữu phải là môi đấy. Так. Хорошо. À chúng ta có từ đốm, bây giờ chúng ta có từ комната. Em nói, mình sẽ nói danh từ, bạn sẽ nói thành câu. Комната. Это моя комната. Это моя комната. Сад. Сад là cái gì? Đây là сад đấy. Сад. Сад là một cái vườn cây. Сад. 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 Это мой сад. Это мой сад đấy. Это мой сад. Так. Окно. Это моё окно. Так. Автобус. Это мой автобус. 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 Да, trọng âm rơi vào đó đấy. À, em nói автобус thì có nghĩa là trọng âm rơi đằng sau là sai đấy. Автобус. Да, хорошо. Да. Зонт. Это мой зонт. Город. Это город. Мой город. Это мой город. Да. Это мой город. Да. Пиво. Это моё пиво. Это моё пиво. Да, хорошо. А рюкзак. Рюкзак. Рюкзак là cái gì? Рюкзак. À, đây là рюкзак đấy. À, вот это рюкзак. Да. Рюкзак. Рюкзак. À, рюкзак. 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 Говорят рюкзак. Рюкзак. Trọng âm đằng sau đấy. Рюкзак. Đó. Рюкзак. Рюкзак. Это мой рюкзак. Да. А, так хорошо. Это мой рюкзак. Так хорошо. Чуча. Это моя чуча. А это моя чуча. Так хорошо. Бюро. Это моё бюро. Это моё бюро. Подруга. Это моя подруга. Брат. Это мой брат. Место. Это моё место. Так, собака. Это моя собака. Так хорошо. Кафе. Это моё кафе. А, моё кафе. Так, хорошо. À, thế như vậy là lúc nãy chúng ta đã xem cái phần câu hỏi. Câu hỏi là gì nào? Câu hỏi đó là các cuối. Các cuối. Các cái á. À, các cái á. Cuối á. Các cuối á. Đấy. À, cá. Cuối. Các cuối. Các cuối. À, dành cho danh từ đúng được đấy. Các cái á. Dành cho danh từ cái. Cá. À, cuối ấy, đấy, các cuối ấy, dành cho danh từ giống chung, đấy, đó. Thì khi người ta hỏi như vậy thì chúng ta có thể là trả lời, dùng các danh từ để trả lời, đấy. Так, хорошо, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi đấy. À, mình sẽ hỏi, какой это дом? Ngôi nhà này nó như thế nào? Какой это дом? Так, какой это дом? À, em sẽ phải nghĩ ra một cái danh từ gì đó, em trả lời đấy. Какой это дом? Так. Это... это новый, А какой это? Это дом, да? А какой это дом? Да, да. Да. А ты можешь сказать, что это нào? Это новый дом, да? Это новый дом. А, да? Это новый дом. Так, хорошо. Какая это комната? Это какая это комната? Ага, да? Это старая. А, это старая комната, да? Комната. Это старая комната. А какой это сад? Какой это сад? А какой это сад? Это красивый. Большой. А, это большой сад, да? А, большой и красивый, да? Это большой. Большой. И красивый сад, да? Большой и красивый сад, да? А, nhìn có cái vườn này thích đúng không? Đấy. Nhất là trong thành phố mà có một cái vườn, khu vườn như này nhất quả đất luôn. Đó, đấy. À, đấy. Да. Это мечта вообще каждого человека, да? А, đấy. À, đó là ước mơ của mỗi một người, đấy. Một người mà yêu gia đình, đấy. À, người yêu gia đình là gì? À, семья. 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 À,
Simian. À đấy, xuất phát từ simia đấy. Xuất phát từ simia và người ta cấu tạo thành cái từ simia nhìn, tức là người mà yêu thích gia đình của mình đấy. À, người yêu thích cái cuộc sống gia đình là simia nhìn đấy. À đó, simia nhìn. Thế người ta sẽ ví dụ người ta nói là môi mush, môi mush. À, môi mush. À, настоящий. Настоящий семьянин. À, chồng tôi là một người thực thụ, là yêu gia đình đấy. Một người yêu gia đình thực thụ. Môi mush, настоящий семьянин. Môi mush. Настоящий, chúng ta có tính từ gì? Настоящий là thực thụ. Đấy, настоящий, thực thụ đấy. Настоящий семьянин. Môi mush, настоящий семьянин. Đấy. À, đó. Thế là gì? À, ta cối sát. Ta cối sát đấy. À, đấy. À, мечта. А, каждого семьянина. Đấy. À, à, tức là gì? À, là cái vườn như thế này đấy. Ta cối sát nó cái vườn nó như thế này. Ta cối sát. À, là cái ước mơ đấy. À, ta cối sát. Ta cối sát. Ta cối sát мечта каждого семьянина. À đấy, hay chưa? À đó, cái vườn như thế này là ước mơ của mỗi một người đàn ông yêu gia đình đấy. Мечта каждого семьянина. À, вот это вот. Правильно? Да. Да. А, хорошо. Так, а, chúng ta sẽ hỏi tiếp. Какое это окно? Какое это окно? Какое это окно? Какое это окно. Какое это окно? Да. Какое это окно? Это. Это. Широкое. Мы сейчас будем говорить, да? Широкое. Широкое. Мы какие окна создаем, да? Это широкое новое окно, да? А, chúng ta đây có từ mới là gì nào? Широкое. Широкое là gì? Широкое là rộng, đấy. Широкое là rộng, rộng, đấy, rộng. À, đấy. À, широкое là rộng. Так, а, автобус. Какой это автобус? Какой это автобус? Какой это автобус? Cái ô tô bus này nó như thế nào? Это старый, chẳng hạn thế đấy. Автобус đấy. Старый. Это старый автобус. Старый. Да, какой это автобус? Это старый автобус. Какой это зонт? Какой это зонт? Это. Какой это зонт? Это синий автобус. А зонт. Всегда какой-то зонт. Зонт, да. А, а, синий, да? Синий. Синий. Да. А, синий. Синий зонт, да? А, зонт. Вот. Синий зонт. Так, я выбрал вот такой зонт, да? А. À, mình chọn cho bạn cái ô như thế này đấy. À, cái ô này. Nhiều màu sắc thì à, đây 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 đây, cái ô này nhiều màu sắc đấy. À, để chúng ta sẽ học cái từ nhiều màu sắc đấy. Đó. À, chúng ta sẽ có cái từ ta các какой это дом, какой это зон. Так, хорошо. Давай не. Так, ну để ở đây đấy. À, вот так. À, вот это красивый зон, да? Так. À, да. À, và chúng ta sẽ có cái từ mà chỉ cái ô này đấy. Это разноцветные. Да? А, да? Это разноцветный зон. Да? Зон. Разноцветный. Разноцветный. А, чем-то это свет. Свет для зи. Свет для маусак. Да? Свет. Свет для маусак. А, và chúng ta có từ разно. Разно là khác nhau. Да? Разноцветный зон. Разноцветный зон. Cái ô có nhiều màu sắc khác nhau đấy. À, ô có nhiều màu sắc khác nhau. Tá, right này. À, đó. Разно свет. Разно свет. Зон, đấy. Разно свет. Зон. Разно свет. Зон. Так, đấy. Разно свет. Зон. Tá, хорошо. À, tá, như vậy là à, chúng ta à, có thể xem tiếp đấy. Tá, какой это город? Это новый город. Это новый город. И chúng ta có thể dùng cái từ gì? Это современный город. Đấy. Một thành phố hiện đại. Это современный город. Современный город. Это современный город. Так. Đấy.
Современный. Em nghe tốt mà, đấy, em nghe tốt. Đó, chỉ có điều khi phát âm chúng ta để ý một tí thôi, đấy. Современный, đấy, trọng âm rơi vào đây đấy. Современный, đấy. Современный, это современный город. Так. Это современный город. Это современный город. Так, хорошо. Какое это пиво? Какое это пиво? Какое это пиво? Hơi khó trả lời đúng không? Đấy. Hơi ngon khó trả ngon lời. Ngon. À đấy. À đấy. Это вкусное. Đấy. Это вкусное là ngon đấy. Это вкусное. Хорошее. Это вкусное хорошее пиво. Вкусное. А, это вкусное хорошее вкусное хорошее пиво. Да? А, да. Это вкусное хорошее пиво. А, да. 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 Это вкусное. А? Дигнай на тай. А, là cái bia này rất tốt và ngon đấy. Tốt. Tốt. Bia tốt và ngon đấy. À, вкусное là ngon, хорошее là tốt, đấy. À, это вкусное хорошее пиво, đấy. Đó. Так. À. Các bạn uống được bia uống được rượu thì rất là thích đấy. Mình tiếc rằng các em một điều là mình không uống bia cũng chẳng uống rượu. Cho nên là nhìn bia thì thấy thế thôi nhưng mà cũng chẳng chẳng để ý là cái loại nào ngon loại nào không ngon. Đấy. À tác. Em có uống được bia rượu không? Không, mình không uống một tí gì luôn đấy. Không bia không uống rượu mà không một giọt nào luôn đấy. Không một giọt cồn nào luôn đấy. Đấy. Nó tác. Nhưng mà tốt đấy, không hiện đại. Nó đây. Đây, 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 đây. Nhé, tiếp tục. À, như vậy vừa rồi là gì? Là cũng nói chuyện vui một chút, nhưng mà đây thì chúng ta thấy là gì nào? À, đó là cái cách sử dụng các tính từ đấy. Các tính từ để ghép vào với lại danh từ thì nó chúng ta cần lưu ý đó là danh từ giống gì thì nó sẽ có cái đuôi tính từ tương đương đấy. Семенин настоящий окно широкое зонт разноцветный город современный пиво вкусное хорошее да вкусное хорошее да đó à ra nước ngoài thuộc các nước Liên Xô cũ thì bia nhiều loại bia ngon lắm đấy bên đó nó có cái truyền thống bia của nó phải nói là thực sự ngon đấy, хорошо đó thực chất ra thì nó có các loại bia đen rồi là bia của nó nặng chứ không không nhẹ như bia của mình. Đạc. Bia nó toàn 10 độ, 9 độ, 10 độ thế. Ừ, có loại đến 13 độ. À, 13 độ. 13 độ, bia 13 độ. Thế còn thông thường của nó phải là 7 độ. Bia tiêu chuẩn của nó 7 độ. Mình trước đây là cũng thích rất nhiều các loại bia, tức là nhìn nhìn thấy rất nhiều các loại bia đấy. Đó, gọi là chỉ gọi là nhấp nhấp thử chứ còn nhưng không không à, không 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 đam mê, không đam mê, gọi không đam mê. Tạc. À tạc хорошо. Thế như vậy là đây là chúng ta đã cùng nhau qua xem cái phần tính từ. À bây giờ chúng ta sẽ xem một chút về cái cách hỏi đáp đấy. À đây là phần hỏi đáp. Chúng ta sẽ có phần это мой друг, это твой друг, это твой друг. Это твой друг. Đấy. À, thế chúng ta biết là trong tiếng Nga nó có gì? IK3 và IK1 đấy. IK3 và IK1. À. IK là cái gì? IK là gì? Đấy. IK. À đấy. IK là cấu trúc ngữ điệu đấy. À, cấu trúc ngữ điệu. À nó có IK1 và IK3 đấy. IK3. À đó. À, IK1 là gì? IK1 là câu dành cho câu kể. Câu kể khi có dấu chấm đằng sau gọi là câu kể đấy. IK3 là dành cho câu hỏi không có từ để hỏi. Khi có dấu hỏi chấm này thì mà ở đây không có từ để hỏi thì chúng ta sẽ sử dụng IK3. Thế nào là từ để hỏi? Từ để hỏi là những cái từ ví dụ như là где, где đấy, кто, кто đấy, что, đấy, когда đấy, đấy. Когда, đó, сколько, сколько, đấy, đó, đó, где, что, кто, когда, сколько, đấy, tương đương, кто, что thì nó sẽ ở các cách khác nhau đấy, các cách, khi em, đấy, khi em, là cách 5, о чем, ở cách 6 đấy, о чем, ở cách 6, đúng không, đấy, đó, кого, là cách 4 đấy, đó, vân vân vân, đấy, khá là như vậy. Thì đây những cái từ này nó gọi là những cái từ để hỏi đấy. À, từ để hỏi. À,
nếu nếu câu hỏi mà không có những cái từ để hỏi, em nhìn thấy trong cái câu hỏi này không có những cái từ này đấy, thì lúc đó chúng ta dùng IK3 đấy đó. Thế còn nếu câu hỏi mà có từ để hỏi thì người ta sẽ dùng IK2 à, người ta sẽ dùng IK2 tắc ô gì nhỉ, đó dùng IK2 tạc à, ở đây chúng ta sẽ dùng IK2 đấy đó và IK2 à, ví dụ như vậy à, mình sẽ ký hiệu như vậy để cho bạn thấy à, đây là IK2 mà IK2 này nó sẽ nhỏ đó. À, ví dụ như này, ở trên cái những cái từ để hỏi nó có một cái số 2 bên trên này thì có nghĩa là gì? Nó là IK2 đấy. Thế còn ở đây trong trường hợp mà câu hỏi mà không có từ để hỏi thì nó sẽ dùng đây là IK3 đấy, IK3. IK3. IK3 là IK liên giọng. Anh chưa? À, thế cái liên giọng ở chỗ nào thì người ta sẽ viết số 3 vào đó đấy. Em ở trên này. Đấy. Etet voidru. Etet voidru. À, đúng không? Đấy. Đã et môi druk à, thế như vậy là câu hỏi câu trả lời, đây câu trả lời thì nó dùng IK1 đấy, IK1 đó em chưa, đấy đó. Thế vậy là gì, người ta hỏi et môi druk đã et môi druk, chỗ nào có số 1 thì ta xuống ở chỗ đó, chỗ nào có số 3 ta lên giọng ở chỗ đó đấy à, đó thấy chưa. Thế bây giờ chúng ta sẽ có câu et và giá padruga à, trọng âm nó rơi vào đúng cái số cái trọng âm ấy, đúng không? Это твоя подруга. Да? Это твоя подруга. Твоя подруга. Это твоя подруга. Да. Это моя подруга. Да. Это моя подруга. Да. Да, это моя подруга. А, đúng không? Đấy. Đó. À, это твое место. Это твое место. Đấy. Trả lời. Да. Это мое место, это мое место đấy à, đó trọng âm nó rơi vào đấy đấy à, đó cái trọng âm nó à, chúng ta để ý là gì, là người ta hỏi ở cái câu nào, hỏi cái từ nào thì chúng ta trả lời xuống giọng ở cái từ đó đấy, твое мое, твоя моя đấy, твой мой em nhá, твой là gì, nó là đại từ sở hữu, trả lời chúng ta sẽ xuống xuống giọng đúng cái đại từ sở hữu đó, твой мой твоя моя твое мое đấy à, đó à, tương tự như vậy à, đây là gì, bên này chúng ta trả lời là khẳng định, это твой друг да это мой друг, это твоя подруга да это моя подруга, это твое место да это мое место đấy, да это мое место. Так tiếp theo, это твой дом à, нет нет это не мой дом, нет это не мой дом đấy. À, đây là nhà của cậu à? Không, đây không phải nhà của tớ. Это твоя комната. Đây là phòng của cậu à? Нет, это не моя комната. Đấy. Это твое окно. Đây là cửa sổ của cậu à? Нет, это не мое окно. Đấy. À, так. Хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là chúng ta sẽ hỏi đáp một chút đấy để cho nó quen. Так, хорошо. Đấy. Так. À, bây giờ mình sẽ chỉ và mình sẽ hỏi bạn. À, так. Это твой друг. Да, это мой друг. Это твоя подруга. Да, это моя подруга. Это твое место. Да, это мое место. Это твой дом. Нет, это не мой дом. Это твоя комната. Нет, это не моя комната. Это твое окно. Нет, это не мое окно. À, так, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái bài này để chúng ta hỏi đấy. À, chúng ta có thể trả lời khẳng định, phủ định tùy ý đấy. Это твой Да, это мой друг. Это твоя подруга. Нет, это не Не моя моя подруга. подруга. Так, это твой дом. Нет, это не môi đồ. Nhé môi đồ đấy, ấy tôi nhé môi đồ. Chúng ta nhìn thấy ở Nga có rất nhiều những cái nhà nó là bằng gỗ đấy, Dạ. hoàn toàn bằng gỗ luôn đấy. À, trong khi đó ở Việt Nam thì không bao giờ chúng ta nhìn thấy những nhà là mà làm hoàn toàn bằng gỗ này, trừ những cái nhà cũ cũ của những người dân tộc đấy, và họ làm thì nó cũng là gọi là cũng không được đẹp mắt đấy, lông nhôm thôi đấy, cột gỗ các thứ rất đẹp nhưng mà họ bưng bít cái thứ này khác trông nó không không có tính sành điệu như này đấy. Đó.
Bây giờ làm cái farm stay mà dạng như này, làm được khoảng chục cái nhà như này thì cũng ra vấn đề đấy nhỉ. Đúng Đã. đấy. Đấy. Tak, itu tuayo miasta. Nhiệt, itu nhà Mayo, Như Akono. mayo, mayo. Em không nói mayo, bởi vì sao là em nói sai trọng âm đấy. Thế thì như mayo, miasta đấy. Tak, itu tuayo komnata. Đã. Itu Maya Kumnata. Đã, itu tuayo akno. Nhiệt, itu nhà Mayo Akono. Это твой город? Нет, это не Не мой город. мой Не мой город. город. Да? Это твой брат? Нет, это не мой брат. Это твоя сестра? Да, это моя сестра. À, ta хорошо. À, thế như vậy là em đã biết cái cách trả lời rồi đấy. Ta хорошо. À, chúng ta sẽ sang xem tiếp. Ta xem tiếp. À, bây giờ chúng ta vừa rồi chúng ta đã xem phần này xong rồi. Chúng ta sẽ xem phần tiếp theo. À, phần tiếp theo chúng ta sẽ học thêm một chữ. Học thêm một chữ. Chữ cái L. L. L đấy, là chữ cái L đấy. Chữ cái L. À, chữ cái L thì chúng ta sẽ có một số cái từ vựng như thế này đấy. Stone. Stone là gì nào? Stone, cái bản đấy. Stone, cái bản. Stone. Stool đấy, stool, 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 stool đấy, stool đấy, đó. À, lượt. À, chứ chúng ta có phụ âm d là phụ âm hữu thanh, đứng cuối từ bị đọc thành phụ âm vô thanh, tương ứng là phụ âm đấy. Lượt, lượt, lượt là gì nào? Vột, lượt, lượt đấy. Vột tên lượt. đá À, đá, đá nước đấy, đá nước, à, nước đá, liột nước đá, lượt. Lượt đấy, lượt, liột lượt đấy. À, liột tác. À, lượt thì chúng ta hay ở Việt Nam chúng ta hay uống trà đá đấy. Đấy. À, uống trà đá. Trà đá là gì nào? Trái. liột Trái. trái Xa. L. Đúng. xa À, xa là đúng. Đấy. Cái chữ lượt, cái chữ lượt này nó chuyển sang cánh nam ấy, thành lượt đúng đấy. Trái xa là đúng. Em chưa? trái Em có nhìn thấy cái chữ đá đó. Hơi nhỏ, đá hơi nhỏ đúng không? Đấy, đó, vô. Đó, trái đá sử dụng đấy. À, trái trái sử dụng cổ phế đấy. À, cổ phế. liều Cổ phế. À, cổ phế sử dụng đấy. Cổ phế. À, xa lì sao lì đúng, lịch lì đúng. Cổ phế sử dụng đấy. À, cổ phế sử dụng đó. Ta nói như vậy đấy. Cổ phế sử dụng có nghĩa là cà phê với lại đá đấy, cà phê đá. À, uống cà phê đá đấy. Chai sơ đồn đấy, chai sơ đồn đó. À, thì bây giờ cái câu nói tôi thích uống chai trà đá. Mình nhé ra vít xe. À, mình ra vít xe chai sơ đồn. À, đấy. Mình ra vít xe chai sơ đồn là tôi thích uống trà đá. Mình ra vít xe cà phê sơ đồn. Cà phê sơ đồn đấy. Mình ra vít xe cà phê sơ đồn là tôi thích cà phê đá đấy. À, nó vô. Mình nhìn rải chai sơ đồn, mình nhìn rải sơ cà phê sơ đồn đấy. Nó vô tạc. Tạc rất. À, đó. Thì đó là gì nào? À, đó là cái cách mà người ta nói là tôi thích uống trà đá, tôi thích uống cà phê đá. Và chúng ta biết cái cách biến đổi của cái từ lượt này, lượt khi nó chuyển sang cách năm với giới từ s là cùng với cái gì đó đấy, cùng với cái gì đó thì nó sẽ trở thành cái định dạng như này. Lượt đồn, lượt lượt đồn, lượt lượt đồn đấy, lượt lượt đồn đấy, lướt là đồ tạc. À, nó vô tạc đó gì. À, học học tiếng thì cứ học dần dần, học dần dần nhé. Mỗi ngày học vài chữ đúng không? À, như ngày hôm nay cứ mỗi mỗi ngày như này em học phải đến hàng chục chữ đấy. À, chục chữ, có thể đến 15 20 cái tập hợp từ khác nhau đúng không? Đấy đó. À, sau đó thì em có một ngày để em ôn lại những cái đó đấy. Thế và chỉ yêu cầu là gì? À, làm thế nào để nhớ được? À, tức là gì, em phải chịu khó là gì, là trong cái ngày hôm đó em bỏ thời gian ra độ khoảng một chút, 15 20 phút đấy, ngồi đọc lại những cái từ này đấy, ngồi đọc lại Dakarshop đấy, thì em sẽ thành công. À, nếu mà em không không đầu tư thời gian thì em sẽ không thành công đấy. Tạc. À, tiếp theo chúng ta có từ club, club đấy, club đấy. À, club. À, ở đây chúng ta thấy cái âm gì nào? Âm
bờ đứng cuối này, bờ âm bờ đứng cuối. Theo theo luật vô thanh hữu thanh thì nó bị đọc thành âm đấy. Đó, lục đấy, lục 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 đúng không nào? Đấy, đó. Thì ở đây lượt lượt thì đọc là gì? Lượt đấy, lượt 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 đúng không? Đấy, lượt đó, lượt đấy, lượt lục lục lượt lượt lục 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 lượt 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 là cái lá cái này. Đấy. lượt Hà Nội cũng có một cái dãy phố nào đó cũng có những cây phong đỏ đúng không? Đấy. Đây chính là cây phong đấy, cây phong đỏ, lượt 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 đấy, lượt lượt nó cái lá, nó cái lá hình rất đặc trưng này, và đến mùa thu thì nó vàng, sau đó thì các bạn gái là các bạn hay đi nhặt những cái lá này quấn nó lại là thành một cái mũ đội lên trên đầu đấy, đó. Một cái vành lá đấy, vành lá đội trên đầu. Đạt. Tiếp theo chúng ta có từ limon. Limon, limon limon là gì? limon Một limon đấy. chanh Limon, limon, limon đấy. Limon. lít Ta. Tiếp theo chúng ta có từ litre. Litre. lít Litre là một lít đấy, litre. lít Litre. Litre. Đấy. lít Class. Class, class what is the class đấy? class Class. class Một cái lớp học đấy. Class. Class. class Cứ học class đó. Class. class Tiếp theo chúng ta class có từ clone. Clone. What is the clone? lô Clone. Là gì? chú hề Chú hề đấy. Clone. Clone đấy. Clone. Đấy. lô Tiếp theo chúng ta có từ salad. Salad. salad Salad. What is the salad? salad Salad đấy. salad Salad. salad Salad. Salad này người ta gọi là salad rau đấy. Salad rau. Chúng ta có thể viết là gì? Ete. Ete. Ava. Noi. Avas noi. Sa. Ete avas noi salad. Đấy. Ete avas noi salad. Đó là salad rau, món salad rau đấy. Ete avas noi salad. Ete avas noi salad. Tak. Tiếp theo chúng ta có từ Luna. Có từ Luna đấy. Luna, 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 đó, Luna, đó là mặt trăng đấy, Luna, tạc, lampa, lampa, lampa là gì? Lampa là cái gì? Đèn Là cái đèn đấy, lampa là cái đèn, tạc, Volga, 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 vôn đấy, dòng sông Volga, vôn Volga là dòng sông Volga đấy, Volga. Vôn cả dòng sông Volga. Ta Luna có rồi này. vôn Vilka. Vilka. Em biết từ Vilka là cái gì không? vôn 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 Vilka. Biết là gì không? Ta Vilka. Không biết đúng không? Đấy. Mình sẽ vôn cho hình ảnh nhé. Vilka. Đấy. What is vôn the Vilka? Vilka. Đấy. Đấy. vôn Cái dĩa đấy. Vilka. Cái dĩa dĩa Vilka đấy. Vilka. vôn Vilka. Ta. Đấy. Vionka, nó có tác vật đấy. Đấy. Tác. Я сейчас это нарисую и удаляю то, что не надо. Так, чтобы красиво было. Вот так вот это вилка, да? Вилка. Вилка. Вот так. Вилка, вилка. Вот вилка. Tiếp theo chúng ta có từ блюдо. Em nhìn đấy. Блюдо. Вот где это. Блюдо. Вот это вот. Блюдо. 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 Блюдо là một món ăn đấy. Блюдо là một món ăn. Món ăn là cái gì không quan trọng. Nó cứ là một món ăn thì gọi là блюдо. Одно блюдо. Đấy. Блюдо. Ở trong 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 nhà hàng ăn ấy, trong nhà hàng ăn của Nga ấy, thì nó chia ra. Yeda là gì? Yeda là có món Yeda ăn. là đồ ăn. À, Đồ đồ ăn là, ăn. là thức ăn, mình gọi là thức ăn đấy. Thức Yeda là thức ăn. ăn. Thức ăn chung đúng Thức ăn nói chung đấy. Thức ăn. Thế còn Yeda tiếng tiếng Anh là food đấy. Food. Đó, thì là nó chỉ thức ăn nói chung thôi. Thế còn đây là cái này nó gọi là dish đấy. Một Dish. món Dish là một món ăn đấy. Dish món là ăn một cụ món thể ăn. đấy. Blue đấy, đấy, một món ăn. Đó. Ví dụ ở trong nhà hàng ăn thì bao giờ trong cái menu của nó đấy. Nó gọi là menu, tiếng tiếng Anh là menu đấy. Nó viết là menu đấy đúng không? Thế còn tiếng Nga nó là menu, đấy. Menu. Menu là thực đơn đấy, menu là thực đơn. Thế thực đơn của nó, menu thực đơn của nó thì up. Nhiều Menu là thực nhiều đơn đấy, thực đơn. nhiều Đã, thực đơn thì
nó chia ra ở trong cái nhà hàng ăn, nó chia ra thành bốn bốn loại đồ ăn đấy, bốn loại đồ ăn. Khalot nê, à em nhìn đi, khalot nê blюдо. Khalot nê blюдо là gì? Món lạnh đấy, món lạnh. Thì đa phần nó là gì? Nó là salad đấy, salad. À, các loại salad đấy. Đấy. À, sau đó nó gọi pierre là món thứ nhất, pierre blюдо. Pierre blюдо là món thứ nhất. Món thứ nhất là món súp. À, món thứ nhất là món súp đấy. À, bao giờ người ta đến ăn, người ta đặt món thứ nhất, bao giờ người ta ăn súp trước, sau đó thì đến gì? Taroye. À, taroye là gì? Món thứ hai đấy. Món thứ hai thì đa phần nó, ví dụ như cái này gọi món thứ hai này đấy. Potato, đây gọi là món thứ hai đấy. À, đó. Đây có thể là món gọi là một cái món escalope. À, thế nào escalope? Escalope là một cái món mà thịt thịt rán đấy, thịt rán. Dạ. Tiếp theo. À, món thứ thứ tư của nó đấy, món thứ tư của nó là gì? Dessert là món tráng miệng. Dessert đấy. Dessert, dessert là món tráng miệng đấy. Đó, món tráng miệng. Đó. Nó vô tạc vẫn đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại. Em đọc lại nhé, em đọc này. Ete, Stone, stone. Ether Đã. stone, Stone. the Lượt, stone, lượt. liot, Lượt. liot, liot, Club, club là câu lạc bộ. Đã. Cây phong này. Cleon, Lyon, Cleon, Leon, Cleon, Leon, Cleon. Quả chanh, Leon, quả chanh. limon, Limon, nè, nè, cái chữ nè đấy. Limon, limon, limon. Đấy. limon, À, một lít nè. liter, Lít. Một lớp học. liter, Lớp học. class, Class. class, Class. class, Class. class, Chú hề. class, cloun, Clone. cloun, Clone. cloun, Món salad. salad, Salad. Salad. salad, Salad. À, salad, món salad đây là món salad rau nè. Avas nổi salad. Đã trọng âm rơi đây đấy. Avas nổi salad. salad, À, avas a nổi. A và nổi. À, hai chữ ô này đều đọc là a đấy. À, chữ ô mà không có trọng âm đứng ở đầu từ bị đọc là a. Chữ ô mà không có trọng âm nhé, đứng ngay trước trọng âm thì được đọc là a đấy. Thế nên đọc là avas nổi, avas nổi, avas nổi salad, avas nổi salad đấy, avas nổi salad. À, đúng không? Lampa, 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 Volga, lampa, Volga, 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 Luna, 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 Vilka, Vionka, Vilka. Vionka, Vionka đấy, Vionka. Vionka, Lampa, 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 Volga, Volga, Luna, 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 Vionka, Vionka, Vil, Vilka, 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 đã, Vilka, Bluda, Vilka, Bluda, Liuda, Bluda, Liuda, Lyot, Liot, Mnie nравится. Мне Нравится. Trọng âm rơi về đây đấy. Нравится. мне Đọc là N. N. нравится, Нравится. Đấy. нравится, À. Нравится. Нравится. нравится, Нравится. Мне нравится. нравится. Да. Нравится. Đây trọng âm rơi đây. Нравится. Чай со льдом. Чай. Са. Чай. Са. Ли. Са. Ли. Ли. Льдом. Ли. Льдом. Чай со льдом. Đã chai sơ Trái đồ sản liên à, đồ đấy. Chai sơ Coffee đồ sản liên đồ à, cố phê là cố phê sơ Coffee đồ Coffee cố sản phê liên đồ cố phê sơ đồ đấy Coffee cố phê sơ đồ chai sơ đồ cố phê sơ đồ đấy chai sơ đồ cố phê sơ đồ tạ khá đấy nó ta cột đấy tạ khá show. Thế thì à, bài này nó khá là nhiều dữ liệu cho nên là mình sẽ dừng bài tại đây nhé, không có là em lại sẽ khó nắm được bài tại Microsoft đấy. À, thì qua cái bài này em cần phải nắm kiến thức là gì nào? Một là chúng ta biết kể lại đấy về gia đình mình đấy, à, đấy kể về cái dùng mẫu câu ether gì 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 đó đấy, và cố gắng dùng gì, dùng đại từ sở hữu ether my up ma my up ma ma ether my papa ether my up babushka
Это мой дедушка, это мой сын, это моя дочка, vân vân đấy. Đó. Được. Cái thứ hai là chúng ta đặt câu với lại các đặt câu với lại các tính từ đấy. Это красивый большой сад. Это разноцветный зонт. Đấy. Đấy. Это новый город. Это старый автобус. Это широкое окно. Đấy. Это красивая комната. Đấy. Đấy. Rồi, gì nữa? Это мой новый дом. Какой это дом? Это мой новый дом. Какая это комната? Это моя новая комната. Đấy. Какое это место? Это хорошее место. Хорошее место. Đấy. Đó. Vân vân vân. Đấy. Đó. Thì cứ nhìn những cái này và hỏi đi hỏi lại, thì mình sẽ gửi cho bạn những cái hình ảnh này đấy để làm gì, để bạn có thể là dở điện thoại ra, xem trên điện thoại và nhìn thế này đọc luôn. Хорошо, đấy. Lát nữa спасибо, cảm ơn em. Thế và chúc em weekend tốt lành nhé, vui vẻ nhé. До свидания, пока. До свидания. Пока, пока.